Ngay trong đêm 26 tháng 5, lực lượng chức năng đã khoanh vùng một tòa nhà trên đường Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận và một phần Bệnh viện Nhân dân Gia Định, quận Bình Thạnh do liên quan ca nghi nhiễm COVID-19 ngụ tại Hóc Môn. Trường hợp nghi nhiễm hiện cư trú tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn. Sau khi nhận được thông tin kết quả ban đầu, trong khi chờ kết quả khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai đội đáp ứng nhanh cùng Trung tâm Y tế huyện Hóc Môn tiến hành xác định phạm vi phong tỏa tạm thời nơi trường hợp nghi nhiễm ở để điều tra truy vết, lấy mẫu xét nghiệm trong đêm. Sáng ngày 27 tháng 5, Trung tâm Y tế quận 1 xác nhận trên địa bàn quận 1 vừa phát hiện một trường hợp nghi mắc COVID-19 là đầu bếp của khách sạn Sheraton. Ghi nhận vào sáng nay, nhiều nhân viên làm việc trong khách sạn ngỡ ngàng khi đến nơi làm việc và phát hiện bị phong tỏa. Theo thông tin, đầu bếp này sinh hoạt chung trong Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng ở quận Gò Vấp, nơi có 3 ca đã được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM khẳng định dương tính với COVID-19. Ngoài ra, địa chỉ sinh hoạt chung của Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng ở số 415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp hiện cũng đang được lực lượng chức năng phong tỏa. Chung cư Moscow Tower, phường Tân Thới Nhất, quận 12 và chung cư Sơn Kỳ 1, quận Tân Phú hiện cũng đang bị phong tỏa. Người dân tại đây đang trong tình trạng nội bất xuất ngoại bất nhập, lực lượng chức năng túc trực 24/24 giờ để kiểm soát truy vết COVID-19. Đồng thời, cùng ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành phong tỏa hẻm 178/18 đường Bình Quế, phường 28, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh do có ca nghi nhiễm COVID-19 liên quan hai hội viên sinh hoạt chung tại Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng. Sau khi nhận thông tin, nhân viên y tế đã cấp tốc vào bên trong con hẻm 178/18 Bình Quế, quận Bình Thạnh tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sống bên trong khu vực này. Bên ngoài, lực lượng dân quân phường khẩn trương dựng lều giả chiến để phục vụ công tác lấy mẫu và đảm bảo trật tự cho công tác phòng chống dịch. Tính đến chiều 27 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết, qua truy vết các ca nhiễm và nghi nhiễm COVID-19, thành phố tiếp tục phát hiện thêm 11 người nghi nhiễm, nâng tổng số ca nhiễm và nghi nhiễm phát hiện trên địa bàn lên 36 người. Trong số 36 người này, có 29 người là hội viên sinh hoạt tại Hội Thánh Truyền giáo Phục Hưng, 415/8/4 Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp. 7 người khác là F1 của các trường hợp dương tính nêu trên. Trong đó, có 4 trường hợp làm việc chung tòa nhà tại quận Phú Nhuận và 3 trường hợp tiếp xúc ở gần nơi cư trú. 36 trường hợp này cư trú ở 8 quận huyện gồm các quận 12, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Nhà Bè và thành phố Thủ Đức. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.